Xin chào tất cả các bạn, là mình Đạt Getgo đây. Thì tiếp nối chuyến du lịch một hành trình hai quốc gia, chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm của gia đình mình ở Singapore và Malaysia. Ngày đầu tiên thì gia đình mình đã trải nghiệm thỏa thích ở Singapore rồi. Tối đến thì gia đình mình di chuyển sang Malaysia nè. Và sáng nay thì tour của mình sẽ ăn buffet sáng tại khách sạn và sau đó sẽ di chuyển đến Malacca và Kuala Lumpur nha các bạn. Bữa sáng tại đây thì cũng khá là đầy đủ luôn các bạn. Thì ở đây sẽ có món cơm chiên nè. Theo Đạt cảm nhận thì món này là món ngon nhất luôn các bạn. Sẽ có món mì nè các bạn. Món này thì Đạt không biết nè. Sẽ có món cà nướng. Và có bánh Doraemon nè. Bánh này cũng khá ngon á, nên còn có mấy cái nè các bạn. Cạnh bên là quầy nước uống nè. Rồi có quầy trái cây, rau quả. Có cháo trắng, bánh mì và các món ăn kèm nữa các bạn. Với bao nhiêu đây thì đủ buổi sáng rồi ha. Sau khi ăn sáng xong thì Đạt cũng dạo quanh khách sạn nơi mình ở một tí ha. Một buổi sáng yên bình tại vùng quen của Johor Bahru ở Malaysia các bạn. Theo chị hướng dẫn viên chia sẻ thì tại các khu vực vùng quen này là nơi chủ yếu cho các anh công nhân làm việc tại Singapore nghỉ ngơi các bạn. Vì các anh sẽ đi đi về giữa hai nước để làm việc nè, vì mục đích tối ưu chi phí các bạn. Và bây giờ thì chiếc xe của tour của mình đã sẵn sàng rồi các bạn. Lên xe và let's go thôi các bạn ơi. Các bạn mới thấy gì không á, chứ ở đây người ta chạy xe máy vèo vèo luôn các bạn. Nhà sản xuất á, thiết kế nhiều mấy ổng chạy nhiều à, nhìn thấy ớn luôn. Thời tiết hôm nay á, thì không có nắng nhiều mây nè. Nhìn cảnh này á, là nghi lắm luôn á các bạn. Không biết một chút có mưa không nữa. Đi du lịch mà bắt mưa á, là thôi rồi luôn á. Ở đây á, thì người ta cũng có trạm thu phí như ở Việt Nam mình nè. Mà không biết giá thu nhiêu ha, Đạt nhìn hoài mà không có thấy. Một sự thật là đường ở đây khá là ok luôn á các bạn. Đường chạy rất là êm luôn nè. Chị hướng dẫn viên có chia sẻ đường á, sáng là bị hư á, là chiều người ta bán ngay à. Không có trang trí trên đường á, ổ gà, ổ voi hay là hố bơm gì đâu nha. Sau khi xe di chuyển được một đoạn đường thì dừng lại cho mọi người vệ sinh. Tại đây chủ yếu chắc là để dừng lại vệ sinh và đi ngay thôi. Chứ Đạt cũng không thấy có bán hàng quán gì ở đây cả. Và lịch trình của ngày thứ hai á, thì ngồi trên xe cũng khá là nhiều luôn đó các bạn. Từ Johor Bahru nè, mình sẽ di chuyển đến thành phố Malacca, tham quan ở đó một tí và mình tiếp tục di chuyển đến Kuala Lumpur. Và tuyến đường á, đâu đó là 330 km luôn đó các bạn, cũng khá là xa ha. Và đúng như Đạt lo sợ luôn đó các bạn, trời đang rớt hạt mưa rồi các bạn ơi. Chỉ hy vọng á, là mưa không lớn để mình còn cơ hội tham quan vui chơi nữa chứ, vì sắp đến thành phố Malacca rồi. Bây giờ thì hạt mưa đã nặng hơn rồi các bạn ơi. Mưa nặng hạt làm mình cũng nặng lòng theo. Giống như bài hát ngắm mưa lại rơi các bạn. Đi du lịch mà mưa nè. Mọi người trong tour ai cũng chạnh lòng hết đó các bạn. Mà đành phải chịu thôi chứ biết làm sao đây. Vì thời tiết không chiều lòng người mà. Theo lịch trình thì đoàn của mình sẽ ghé tham quan phố cổ Malacca các bạn. Tại đây thì sẽ có quảng trường The Square, nhà thờ Christ, đài phun nước nữ hoàng Victoria, tháp đồng hồ Canberra Square, bảo tàng hàng hải Maritime Museum. Các địa điểm tham quan rất là nổi tiếng luôn các bạn. Nếu ai đã đến Malacca thì phải đến đây một lần nè. Chị hướng dẫn viên cũng rất muốn cho mọi người xuống một tí để ngắm nhìn và chụp ảnh đó các bạn. Nhưng vì mưa quá lớn đi, không thể nào mà ngừng xe lại được. Mà nếu có ai trong đoàn á, khi chụp ảnh á, mà bị về mất mưa á, mà ốm bệnh á các bạn thì rất khó cho hướng dẫn viên luôn. Vì ở đây á, khi bạn bệnh á, mua thuốc á, nếu mà bệnh trở nặng hơn á, thì mặc định mình phải đến bệnh viện nè. Mà khi đến bệnh viện á, thì hướng dẫn viên phải trình bảo hiểm du lịch và các giấy tờ khác nữa, cũng khó cho hướng dẫn viên lắm luôn. Và đoàn của mình á, vừa chạy qua phố cổ Malacca luôn rồi các bạn. Mưa lớn quá đi không có xuống được rồi. Xem như là mình chưa có duyên vậy. Vì mưa quá lớn, đoàn của mình phải thay đổi lịch trình luôn đó các bạn. Phải chuyển sang đi ăn và chuẩn bị di chuyển đến Kuala Lumpur luôn nè.
mới có 10 giờ mấy mà phải ăn trưa rồi các bạn ơi. Không được may mắn rồi các bạn ơi. Hôm nay trời mưa lớn quá, giờ chỉ có đi ăn thôi, không có tham quan gì được nữa. Trưa nay thì đoàn của mình được ăn tại nhà hàng Người Hoa. Đạt cũng tranh thủ review không gian và món ăn cho các bạn xem ha. Nhà hàng này có thể được xây dựng cũng khá lâu rồi ha các bạn. Từ cách trang trí và các đồ dùng thì mình có thể đoán ra được nè. Đồ ăn hôm nay thì đầy đủ các món như một bữa ăn gia đình vậy các bạn. Có đồ xào chiên và kho luôn nè. Có đậu hũ kho, rau muống xào và một món truyền thống và rất dễ ăn luôn đó các bạn, là món trứng chiên nè. Theo Đạt cảm nhận á, thì đồ ăn ở đây khá ngon và vừa miệng luôn. Hôm nay á, thì các cháu trong nhà chấm cho cái menu này 10 điểm luôn đó các bạn. Vì trong đó có món trứng chiên hết 9 điểm rồi. Vừa ăn xong á, trời đã hết mưa rồi các bạn. Nên đoàn mình á, có tranh thủ thời gian quay lại tầm 10 phút thôi. Ở phố cổ Malacca. Thì ở đây cứ như là phố châu Âu vậy các bạn. Nhìn cũng khá là đẹp ha. Ấn tượng đầu tiên của Đạt khi đến với thành phố Malacca là các công trình có màu sắc đỏ rực rất là thu hút luôn các bạn. Đến đây bạn sẽ như lạc vào một làng ở châu Âu vậy. Đạt cứ tưởng là vừa hết mưa thì sẽ vắng bóng khách du lịch lắm. Có cơ hội cho gia đình mình có thể trải nghiệm trọn vẹn nơi đây. Và còn check-in sống ảo không cần phải dùng app để số người luôn các bạn. Ai dè ý tưởng lớn gặp nhau, tới đây thì đông nghẹt người luôn các bạn ơi, khách du lịch đầy luôn. Thành phố Malacca cách thủ đô Kuala Lumpur chỉ tầm 150 km thôi các bạn. Là một địa điểm thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp pha trộn giữa nhiều nền văn hóa, sắc tộc khác nhau. Nơi này từng là làng chài, đặc khu kinh tế. Với cảng Malacca là nơi giao thương hàng hóa khắp thế giới luôn đó các bạn. Từ đó thu hút lượng lớn dân nhập cư từ nhiều khu vực như Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan và Trung Quốc. Do đó, sự pha trộn độc đáo của các nền văn hóa, sắc tộc khác nhau trong suốt thời kỳ thuộc địa. Cho đến nay, Malacca tồn tại nhiều công trình kiến trúc cổ kính, mang nhiều phong cách pha trộn giữa Á Âu. Và đây cũng được xem là điểm thu hút du khách hàng đầu tại nơi đây luôn đó các bạn. Nhìn chiếc xe mini anh á, quá dễ thương luôn các bạn ơi. Nằm trong quảng trường The Square, nhà thờ Christ là một trong những địa điểm check-in ở Malaysia rất là nổi bật luôn đó các bạn. Thu hút đông đảo khách du lịch khi đến Malacca. Nhà thờ này á, được Bồ Đào Nha xây dựng trong thời kỳ thuộc địa. Bạn sẽ rất bất ngờ khi biết á, những khối gạch đỏ xây dựng nhà thờ á, đều được chuyển từ Hà Lan đến Malaysia luôn đó các bạn. Ban đầu á, nhà thờ Christ màu trắng, đến năm 1900 công trình trùng tu lại và chuyển thành màu đỏ như bây giờ luôn. Vì trời mưa nên cũng mất đi một khoảng thời gian rồi các bạn, nên gia đình mình cũng chỉ tranh thủ ngắm nhìn và ghi lại một số hình ảnh xung quanh khu phố cổ Malacca thôi à. Bên kia cầu còn nhiều khu vực khá đẹp luôn á các bạn, như là khu phố Tàu nè, các đền chùa nữa, khá là hấp dẫn luôn, mà thời gian không cho phép rồi. Bây giờ thì đoàn của mình tiếp tục lên xe và di chuyển thôi các bạn ơi. Hiện tại thì trời ở ngoài vẫn còn mưa nữa nè các bạn. Và xe của mình sẽ tiếp tục di chuyển đến thành phố Kuala Lumpur nha. Lộ trình cũng khá là xa nè các bạn. Bữa nay phải nói là ngủ nhiều hơn đi chơi luôn các bạn ơi. Các bạn cứ yên tâm nha. Đừng có lo du lịch mình thiếu ngủ nha. Vì đi xe đường dài toàn là ngủ với ngủ còn các bạn ơi. Mở mắt ra cái ngủ tiếp.
Ngồi trên xe thì ngủ xong rồi dậy, dậy xong rồi ngủ. Đó là dừng xe thì mình tiếp tục tiết mục xả nước cứu thân rồi đi tiếp ha các bạn. Gì mà yếu xèo vậy sao? Trời ơi, quay lên đây Su có con khúc rồi Su ơi. Sao thấy con khúc à? À. Hàng gì con nói Su không có cao được. Con khúc. Và đoàn của mình vừa vào thành phố Putrajaya các bạn, trung tâm hành chính mới của Malaysia. Putrajaya còn được xem là thành phố thông minh đẳng cấp thế giới và có môi trường làm việc vô cùng hiện đại luôn các bạn. Với những địa danh du lịch nổi tiếng như Thánh đường Hồi giáo quốc gia, Phủ Tổng thống, Hoàng cung Tiểu Vương, Quảng trường Putra. Chào các bạn, hiện tại xe đang dừng lại ở quảng trường Putrajaya. Thì xe mình dừng lại được có 10 phút thôi, đi tour mà các bạn. Chủ yếu là di chuyển là nhiều, chứ đến điểm tham quan không được nhiều đâu, tầm 10-15 phút là cùng à. Quảng trường thì khá là lớn nha các bạn, đằng sau lưng mình là Phủ Tổng thống nha. Và trước mắt các bạn là nhà thờ Hồi giáo Putra Mosque, thánh đường màu hồng đẹp lộng lẫy luôn các bạn. Nhà thờ Hồi giáo Putra Mosque là thánh đường Hồi giáo duy nhất trên thế giới do nữ kiến trúc sư thiết kế các bạn. Được xây dựng xong năm 1999 với tổng chi phí khoảng là 250 triệu ringgit đó các bạn. Đặc biệt nơi đây còn mang đậm dấu ấn giao thoa với những yếu tố văn hóa từ Mã Lai. Được xây dựng bằng đá granite và các nguyên liệu địa phương có sắc hồng nên nhìn nổi bật như một đóa hồng rực rỡ. Nhiều quá. Quảng trường đây đẹp không anh? Quá đẹp rồi. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đạt Chiếc Go. Đạt đi cũng vào dịp cuối tuần đó các bạn, nên đường xá ngoài rất là đông, kẹt xe mãi à. Đường xá thì lúc nào cũng đông cả các bạn, nhưng không bao giờ nghe tiếng còi xe đâu nha. Sau khi tham quan quảng trường xong thì đoàn của mình tiếp tục lên xe và di chuyển đến điểm tham quan tiếp theo ha. Thì xe mình vừa chạy qua sân vận động Bukit Jalil các bạn. Theo đoàn được biết thì với sức chứa 87.411 chỗ ngồi, đây là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á luôn, lớn thứ 3 ở châu Á và lớn thứ 9 trên thế giới luôn á các bạn. Hôm nay là thứ 7 nên là mặc dù người ta không có đi làm nhưng mà tầm này người ta sẽ vào trong thành phố để họ đi chơi á, những hoạt động vui chơi giải trí ngày cuối tuần, nên là ngày hôm nay đường vào trong thành phố cũng em thấy cũng khá là đông xe á, nếu mình lọt được qua khúc này thì đỡ. Sau khi di chuyển một đoạn đường khá dài thì đoàn của mình cũng đã vô được thủ đô Kuala Lumpur nè các bạn. Vừa vào thủ đô thì đoàn của mình bắt đầu tiết mục mua đồ lưu niệm rồi nè các bạn. Qua đây mua đá 1 tỷ rồi con ơi. Ok. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Đạt Chiếc Go. Có một điều mà Đạt cảm thấy khá hay khi đi tour các bạn, là tour sẽ dẫn cho mình đến những cái điểm bán quà lưu niệm. Mà trước khi bán quà lưu niệm thì người ta sẽ kể cho mình một câu chuyện khá hay luôn á các bạn. Khi nghe xong câu chuyện đó thì mình có thể suy nghĩ 80% mình sẽ nên mua sản phẩm này rồi. Và đa phần những sản phẩm lưu niệm sẽ liên quan tới sức khỏe và tài lộc nha. Thì tại đây là nơi bán vòng phong thủy nè và vòng đính đá ngừa bệnh đó các bạn, thường là bệnh cao huyết áp nha.
Thì gia đình mình có mua thử, thì khi mình đeo vào á, cảm giác nó hơi lạnh lạnh nha. Có thể là do những cái viên đá trong vòng á. Còn kết quả là sao thì mình chưa có kiểm nghiệm lại. Vừa mua đồ xong lên xe thì chị hướng dẫn viên tiếp tục giới thiệu mua đồ nữa các bạn ơi. Đi du lịch mà cứ như đi siêu thị vậy. Thôi đi tour mà, để xem có quà gì á, cái mình mua tiếp ha. Và bây giờ thì mình tiếp tục xuống xe và vào mua đồ thôi nào. Ở đây thì nơi bán sô-cô-la các bạn. Mà các bạn cũng biết rồi ha, sô-cô-la Malaysia ngon nhất thế giới luôn á các bạn. Ở Singapore thì mình đã quyết tâm không mua sô-cô-la rồi, để mình trừ tiền qua bên đây mình mua thôi. Trước khi vào trong á, thì người ta sẽ dán cho mình cái sticker các bạn. Thì số này sẽ xác định xe nào và tour nào á. Vẫn như thế ha, trước khi mình mua đồ á, mình sẽ nghe một câu chuyện nè. Không biết mùi vị nó như thế nào á, mà mình thấy đông nghẹt cứng người luôn nè các bạn. Mua sô-cô-la mà mình phải chen chúc nhau để đi mua luôn nè các bạn. Phải nói á, là thiên đường sô-cô-la luôn á các bạn. Cái loại nào nó cũng có hết á, mà vị nào cũng có hết trơn á nha. Giá cả ở đây thì cũng khá là hợp lý các bạn. Mình thấy có mua 5 tặng 1 nè, mua 4 tặng 1, rồi mua 3 tặng 1 nữa. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Đạt á, thì mình đi theo gia đình ha, thì mình chốt lại mình mua loại nào để nó được tặng loại đó các bạn. Đừng nên mua gãi gác nha, tính tiền lại cái mình không được lời cho lắm. Đông quá rồi các bạn ơi. Nhưng thật sự sô-cô-la cực kỳ ngon luôn nha. Rất là ngon. Mình test này, test gặp no luôn á. Đến phần tính tiền rồi nè các bạn ơi, mua quá tay rồi, đến lúc tính tiền rồi muốn chóng mặt luôn á. Mà ở đây có một điều rất là hay luôn á các bạn, người ta có thể lấy các loại tiền luôn các bạn, ví dụ như là tiền Việt, tiền Sing hoặc tiền Mã mình cộng lại vẫn được luôn nha. Sau khi mua sô-cô-la xong á, thì đoàn của mình tiếp tục tiến vào trung tâm thủ đô Kuala Lumpur các bạn. Vào trung tâm á, thì Đạt cảm nhận nhà cao tầng nhiều ơi là nhiều luôn các bạn ơi, nhìn khá là hiện đại luôn ha các bạn. Sang đây mình đi mua sắm đồ hiệu cũng rẻ hơn nữa. Tại vì ở Malaysia thuế phí không có quá cao nhà mình ha. Ở bên này thuế thấp nên là mua một món đồ cũng không quá cao nhà mình ha. Khu này là đây mình đang vào khu trung tâm á. Khu này là toàn là những tòa nhà và những khách sạn nổi tiếng là nằm ở khu này đó mọi người. À, khu này là khu triệu đô đó. Và bây giờ thì gia đình của mình bắt đầu xuống xe và đến điểm tham quan tiếp theo này các bạn. Thì địa điểm này cũng giống như là biểu tượng của thủ đô Kuala Lumpur hay là Malaysia vậy các bạn. Người ta hay bán những cái biểu tượng này trên móc khóa hay là các mô hình đó các bạn. Thì đây là tháp đôi Petronas hay là Petronas Twin Towers. Nếu tính về tòa tháp đôi thì tòa này vẫn là tòa cao nhất thế giới đó các bạn. Còn so về chiều cao thì tòa này đã bị qua mặt lâu rồi. Đây là tháp đôi cao nhất thế giới nha các bạn. Hiện tại vẫn còn giữ danh hiệu đó nha. Thì tại địa điểm này á, đoàn của mình chỉ dừng chân lại có 10 phút thôi các bạn ơi. Thì mình phải tranh thủ này, vừa xuống xe là mình chụp hình quay phim các kiểu rồi. Và mình sẽ lên xe ngay. Bước lên trên nó một tí á, thì sẽ có khu vực phun nước này các bạn. Mà thật sự tại đây hiện tại quá đông khách du lịch luôn các bạn ơi. Vừa có khách du lịch lại có thêm các anh chụp ảnh dịch vụ nữa. Các anh mời chèo á, liên tục luôn nè. Nhưng chị hướng nhân viên có đề cập đến khách du lịch nên cẩn thận tư trang tài sản khi đến nơi công cộng như thế này nè. Vì có nhiều vụ không may các bạn. Nên nếu các bạn có đi thì cũng đề phòng nha.
Bây giờ thì đoàn của mình là tiếp tục lên xe này các bạn. Đi du lịch mà, lên xe rồi xuống xe rồi lên xe ha. Các bạn nhìn trời sáng như vậy thôi á, nhưng mà giờ này đã là 6:30 đó các bạn. Nhìn trời sáng vậy thôi á, chứ 6:45 rồi các bạn ơi. Mình làm cái gì đây? Thì mình tiếp tục đi ăn ha. Tối nay á, thì gia đình mình lại được ăn một nhà hàng người Hoa này các bạn. Mà thật sự á, thì khi đi du lịch á, phải nói ăn món Hoa thì lại vừa miệng hơn á các bạn. Tour du lịch á, người ta cũng sợ du khách nó lạ miệng á, khó ăn á, nên cũng sắp xếp như thế ha. Nhà hàng ở đây á, cũng khá là lớn luôn á các bạn. Cách trang trí cũng như vậy nè ha. Có một cái nét khá là Trung Hoa luôn, nhìn giống như phim Hồng Kông ngày xưa mình hay xem á các bạn. Đạt thì thích xem là phim Thảo Nam nè các bạn. Có ai cùng sở thích với Đạt không ha? Đoàn của mình được sắp xếp ở lầu 1 nè, có một cái phòng riêng luôn các bạn. Như vậy thì mình ăn uống ồn ào rồi không lo làm phiền người khác rồi ha. Sau khi chờ đợi các món ăn thì Đạt cũng quay sơ nhà hàng cho các bạn xem ha. Bây giờ thì mình bắt đầu ăn thôi ha. Đồ ăn thì lúc nào cũng đầy đủ các món luôn á các bạn. Đạt quay cũng khá là chi tiết cho các bạn xem ha. Vì nếu có ai đi tour như đại gia đình của mình á, thì mình sẽ biết mình ăn uống món gì nè. Và tại tour của Đạt á, thì đồ ăn lúc nào cũng thừa luôn á các bạn. Vì phần ăn quá lớn nè và quá nhiều luôn. Mình ăn hoài mà không hết luôn á. Và ăn no rồi thì mình tâm sự thôi nào. Đi ngoài không được rồi. Ăn xong quá nè. Đúng rồi. Giờ này là 7 giờ tối nha các bạn. Còn sáng chân luôn. Về ngoài giờ chánh là mình đi chơi đã luôn á. 12 giờ đêm nó vẫn còn sáng nha. 7 giờ tối. Thật ra bây giờ mình về đến khách sạn khoảng 15-20 phút thì trời cũng vẫn còn nguyên như thế này thôi à. Không tối hơn đâu, bắt đầu khoảng 7:30. Theo như em hay đi á, em để ý từ khoảng 7:30, 7:45 á bắt đầu nhé nhem tối nha mình ha. Rồi bên phía tay phải nha mình ơi, đây là tòa nhà cao nhất Đông Nam Á hiện nay nha. Dạ, Merdeka. Dạ, PNB Merdeka 118 nha. Tòa nhà cao nhất Đông Nam Á 118 tầng. Tổng chiều cao là 678.9m nha mình ha. Và cuối cùng thì á, gia đình mình cũng đến được khách sạn để nghỉ ngơi rồi các bạn ơi. Đi cái ngày dài á, cũng khá là đắm đuối luôn đó các bạn. Khách sạn nơi gia đình mình ở á, có tên là Dorset nha các bạn. Thì khách sạn này nằm ở vùng ven khu thủ đô Kuala Lumpur các bạn. Nhưng đường xá ở đây rất là thuận tiện nè. Thì mình cũng không lo về việc di chuyển vào trung tâm thành phố để vui chơi đâu. Tới khách sạn rồi các bạn ơi. Ở đây cũng khá là sạch sẽ các bạn. Thì đây là đại gia đình của mình nè. Đi tới đâu cũng như vậy hết. Đồ đạc ôm tùm luôn. Và đây là đại gia đình của mình ở lại sau khi nhường lại các khách khác để nhận phòng trước nè. Lúc này thì ai ai cũng đắm đuối hết rồi các bạn ơi. Nên nhận phòng rồi nghỉ ngơi một tí ha. Có sức thì tối nay mình lại quẩy tiếp. Mà chắc chắn là phải có sức rồi. Vì mình đi du lịch mà đúng không nè. Lúc này là cháu đang hỏi về số phòng nè, sẵn đó hỏi về ở đây có hồ bơi hay không á, để mai tranh thủ bơi một tí. Và câu trả lời là có nha, ngày mai á đi chơi xong mình sẽ bơi một tí thôi các bạn. Và bây giờ thì á, Đạt sẽ quay sơ căn phòng khách sạn nơi tour đã đặt trước cho đoàn của mình nè. Bên ngoài á, thì Đạt cảm nhận khá là sạch rồi, hy vọng trong phòng á, cũng như thế ha. Cũng như các bạn đã thấy ha, nhìn sơ cũng khá là ok nè, sạch sẽ chấm 10 điểm trước rồi. Có bàn ủi đồ nè. Phòng mình thì không có cửa sổ nha các bạn. Căn phòng với tông màu ẩm nè,
giường niệm thì sạch sẽ ngay thẳng. Đi du lịch bao nhiêu đây là hạnh phúc rồi đúng không các bạn? Về tủ đồ thì có một đèn pin nè, móc đồ và phía dưới là có một cái gác sắt nha các bạn. Và Đạt cũng quay sơ nhà vệ sinh cho các bạn xem ha. Theo Đạt đánh giá thì dụng cụ vừa mới vừa sạch sẽ nè. Mà phải nói nhà vệ sinh ở đây là nó sạch kinh kít luôn á các bạn. Và đây là mặt ngoài của khách sạn Dorsett đó các bạn, nơi gia đình mình ở nè. Theo Đạt biết thì ở Kuala Lumpur này có hai cái khách sạn Dorsett lận đó các bạn. Một cái là ở trung tâm thành phố và một cái là nơi gia đình mình ở ngoài thành của trung tâm đó các bạn. Lúc này thì Đạt vừa nghỉ ngơi xong và đang có tâm trạng rất là háo hức luôn các bạn ơi. Với tâm trạng để được khám phá thủ đô Kuala Lumpur về đêm nè các bạn. Xin chào các bạn, hiện tại là mình gia đình mình chuẩn bị đi chợ đêm nha. Thì khi đi tour các bạn sẽ có nhiều cái sự lựa chọn nha. Thứ nhất là mình có thể đi theo tour vào ban đêm luôn. Thì tour sẽ sắp xếp cho các bạn trung bình là tầm 40 đô một người nha. Cả ngày trời đi theo tour cũng đắm đuối rồi các bạn. Ban đêm thì không thể nào đi theo cái tour sắp xếp cho mình được nữa. Nên gia đình mình chỉ có đi tự túc thôi. Thì đi tự túc gia đình mình sẽ bắt Grab này ha, từ khách sạn sẽ đi đến một cái chợ đêm gần nhất. Nhưng mà chợ đêm gần nhất khách sạn của mình đâu đó là cách 10 cây nha. Thì chi phí của 10 cây là 56 ringgit nha các bạn. Thì mời các bạn đi theo chân gia đình mình nha. Ăn uống và vui chơi xả chết ban đêm thôi các bạn. Chuẩn bị đi ăn thôi con ơi. Dân thôi. Vô Ken. Phải nói đường xá ở đây vừa sạch sẽ vừa nhiều tuyến đường nối cao tốc luôn á các bạn. Nên việc mình di chuyển từ vùng quen nè và mình di chuyển đến trung tâm thành phố cũng khá nhanh và dễ dàng luôn á các bạn. Nhưng mà vừa vào trung tâm thì nó hơi kẹt xe một tí nha các bạn. Có thể giờ này là người ta bắt đầu đi chơi như mình rồi. Thì đại gia đình mình có book 3 chiếc xe 7 chỗ nè. Và hiện tại đã đầy đủ thành viên rồi các bạn ơi. Thật sự thì khá là vui luôn vì mình được tự do khám phá về đêm với các bạn. Không phải đi theo tour vì mình sợ tour nó sắp xếp nè, rồi thời gian nó sẽ lôi kéo gia đình mình á, mình sẽ không trải nghiệm thoải mái được. Và ở đây chỉ mới là phía ngoài của chợ đêm thôi mà đã nhộn nhịp như thế này rồi. Mình bắt đầu vào trong để xem có gì thú vị không ha. Một trái cây có đầy đường ở Malaysia luôn này các bạn, thơm phức luôn các bạn ơi. Mình vừa đến khu chợ đêm rồi các bạn. Chợ đêm này có tên là Alo nha. Khá là đông, rất là đông luôn các bạn. Bán đồ ăn là đầy đường luôn. Mình sẽ review tiếp cho các bạn xem nha. Kẹo hồ lô luôn. Cảm nhận ơi Win, ngon không? Ngọt ngọt chua chua hả? À? Lạ lắm, nhưng mà ăn được. Ngọt ngọt chua chua ngon đấy. Ủa cái này là cháo dâu thiệt không hả? Trái dâu ở trong đó chị. Rất là ngon nha các bạn. Thì cho cà cho. Không biết kìa, cho sữa đi. Ngon các bạn ơi. Chợ đêm tại đây thì vừa có món mang đi nè, vừa có bàn ngồi lại nữa. Và không khí thì nhộn nhịp vô cùng luôn các bạn ơi.
Lúc này thì gia đình mình đi đâu hết trơn rồi nè, chắc đi kiếm đồ ăn mua tiếp rồi đó các bạn. Chợ đêm này ngoài đồ ăn ra thì cũng có bán đồ đạc nè, giày dép nữa kìa. Tràn ngập đồ ăn luôn các bạn ơi. Toàn là đồ ăn thôi. Đi kiếm đồ ăn Su ơi. Ăn được gì chưa? Ui kia. Gà quá dở hả? Và người quá là người các bạn ơi. Đông kinh khủng. Quá đông rồi các bạn ơi. Chú đạt cho con ăn không? 15 à. 15 vậy là chú đạt cho con ăn. Tôi cô Yaki á. Tôi cô Yaki. Lại đây. Chú đấy xong rồi nè. Phần mẹ đủ vậy, đủ đủ. Em còn nhiều mà. Chưa vậy, chú đặt dầu vào. Thank you. Vô đi con ơi. Tết này ngon không? Cảm nhận đi con, sao vậy? Sao người cũng được, người ngon? Cũng được, cũng ngon hả? À, anh à, chà, chú đang con ơi, đặt bàn dưới đây rồi. Sao nào? Ngon hả? Ngon quá. Không. Không hả? Mới đi có nửa vòng chợ thôi à, mà đã ăn tùm lum tè le luôn rồi các bạn ơi. Thì gia đình mình chọn quán này để dừng chân ở lại một tí. Rồi Đạt tiếp tục đi quay cho các bạn xem ha. Ăn không? Sao con muộn? Sao con muộn cái này nha? Ủa con con sao con miệng dính quá trời quên. Tết cái mày. Bánh nhân loại, nhân đậu phộng. Ăn cái mỏ mỏ bộ không à? Vui không sao? Khi các bạn đến khu chợ đêm này á, sẽ hòa nhịp cùng khu chợ đêm luôn các bạn ơi. Đông đúc và vui vẻ lắm. Đồ ăn thì đầy đường. Nhìn món nào cũng muốn ăn hết trơn nha. Đặc biệt nhất là sầu riêng. Sầu riêng Malaysia thì khỏi nói rồi, tuyệt vời. Và Đạt sẽ tranh thủ quay thêm một số hình ảnh ở chợ đêm Alo cho các bạn xem ha. Nếu ai có đi tour như Đạt thì đây cũng là một lựa chọn tuyệt vời nha các bạn. Bên đây có quầy đậu chiên nè các bạn, nhìn hấp dẫn lắm luôn các bạn ơi. Ở cuối chợ thì có một cái quầy kem nè các bạn. Kem này giống như là mình đi ăn buffet nha các bạn. Bên đây thì mình lấy cái kem nè, sau đó thì mình qua bên đây bỏ topping vào
nhìn cái gì cũng muốn ăn hết các bạn ơi. Đông quá đâu, để đổ mồ hôi luôn các bạn ơi. Chưa ăn gì review luôn. Sao Đạt, mì sao Đạt? Thôi bạn nghe các bạn. Đang đặt nhanh vậy mày. Đọc lại đều. Vô bụng lắc lắc cái đều phải không? Đó, cái này là món hàng hả? Bớt. Khoai tây. Cái gì đây? Giống tteokbokki vậy? Tteokbokki hải sản hả? Đại gia đình của mình hiện tại đã no say các bạn ơi, ăn đã no căng bụng hết rồi. Nhưng mà còn hai cháu của gia đình mình nè, vẫn đang còn chiến đấu rất là miệt mài, rất là nhiệt tình luôn các bạn. Đó là cháu Su và cháu Gon. Ăn thôi chưa đủ đâu nha. Hai cháu không đổi chỗ ngồi của nhau nữa, rồi tiếp tục ăn tiếp. Nó đổi vị trí nó ăn á. Nãy giờ con ăn nhiêu rồi Su? Sau khi ăn xong á thì gia đình mình ngồi lại và tâm sự với nhau thêm một tí nữa nè. Nhưng mà giờ này cũng đã tối rồi các bạn, thì gia đình mình cũng tranh thủ ha, để về sớm nè, ngày mai á, mình còn dậy sớm nữa các bạn. Ngày mai tour mình cũng dậy khá sớm luôn nha. Mình bắt đầu đón xe và đi về khách sạn thôi các bạn ơi. Càng về đêm á thì lượng du khách càng ngày càng đông các bạn. Đông quá, rất là đông luôn đó nha. Giờ này theo mình thì cũng đã tối rồi các bạn, nhưng mà theo Đạt nghĩ thì ở đây hình như là giờ cao điểm. Đặt một chiếc xe 30 phút rồi chưa có tới nữa các bạn ơi. Trong thời gian ngồi đợi xe, mình thấy anh giao thông đang làm nhiệm vụ của mình nè các bạn, là điều tiết xe và ghi phạt luôn rồi. Chiếc xe bên kia mình thấy là lên đường rồi các bạn ơi. Các ảnh bắt đầu đem giấy tờ và ghi giấy phạt á. Còn kẹt xe quá xa các bạn ơi, chưa về được nữa. Ở đây đúng nghĩa là sống về đêm luôn các bạn. Càng về đêm thì xe càng nhiều, người càng đông. Đặt một chuyến xe mà nửa tiếng rồi chưa tới nữa các bạn, thì không biết khi nào về được khách sạn nữa. Buồn quá, chắc đi chơi nữa quá. Đuối quá rồi này, chưa có xe nữa, mệt quá. Chắc đi bộ về luôn quá. Mệt quá, mệt. Hơi lên xe được rồi các bạn ơi, mừng quá trời mừng luôn. Mình đặt 3 chiếc xe nha, mà tới chiếc cuối cùng á là gần 2 tiếng đồng hồ mới có xe các bạn. Bây giờ thì lên xe và về khách sạn nghỉ ngơi thôi, quá đuối rồi. Ăn chơi vừa đuối á, mà kẹt xe nó còn đuối hơn nữa các bạn. Đi đâu vậy? Hỏi là gì? Đi ăn chứ.
đi mua đồ tiếp rồi các bạn ơi, đi kiếm gì ăn nữa nha. Và điểm lựa chọn của mình tiếp tục là 7-Eleven nha. Thì cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đó, nằm cạnh khách sạn luôn các bạn ơi. Lúc nãy thì các cháu trong nhà nói trời ơi, no quá rồi không ăn được gì hết. Rồi xong rồi tới đây kéo vô mua đồ ăn vặt nữa rồi các bạn. Ồ mà ở đây có nhiều loại nước lắm luôn rồi các bạn. Hồi nãy có chai Coca Vani nữa kìa các bạn. Hình như cái này chưa có ở Việt Nam thì phải. Ở đây có một cái bánh là mochi sầu riêng nha các bạn. Rất là dẻo và thơm mùi sầu riêng cực kỳ luôn á. Đúng là đặc sản sầu riêng ở Malaysia các bạn. Tuyệt vời luôn á. Bánh thì dẻo, sầu riêng thì thơm. Ngon lắm các bạn ơi. Bây giờ thì mình bắt đầu lên phòng và nghỉ ngơi thôi các bạn ơi. Kết thúc một ngày dài ha. Thì phòng ở đây nó quẹo qua quẹo lại, quẹo qua quẹo lại như mê cung nha các bạn. Nó không có thẳng thớm gì hết trơn á. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video của Đạt. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Nếu cảm thấy hay thì mời các bạn like và subscribe video của Đạt để Đạt có động lực làm những video tiếp theo nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.